Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Word để trên máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn tạo khung ở trên Word các bạn nhé. Đó, dành cho các bạn mới sử dụng Word để trên máy tính. Rồi, thì cái vấn đề kẻ khung thì các bạn cũng hay sử dụng ở trên Word, đó là khi các bạn soạn các cái giấy mời hoặc là các bạn sử dụng để các bạn làm các cái trang bìa tài liệu. Đấy. Đó, thì hôm nay là cũng giống như các video trước thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới sử dụng Word trên máy tính, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn chỉ theo dõi nhé. Ở trên trên máy của mình thì mình đang sử dụng Win 10 các bạn nhé. Ở đây thì mình có để một cái giao diện của Win 11 để cho nó mới mẻ một chút các bạn. Bây giờ mình sẽ mở Word lên các bạn nhé. Đây là cái giao diện của Word 2016 các bạn này. Thì sau khi các bạn mở cái giao diện của 2016 lên thì các bạn kích vào cái phần khoảng trống này nhé. Đó, thì cái giao diện ở đây có cái nền xanh này, và cái màu thì hơi 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 màu hơi hơi ấm một chút các bạn nhé. Nói chung là cái giao diện tương đối là đẹp. Đó, thì khi mà các bạn kẻ khung ở trên Word ấy thì nó cũng tương tự giống như ở các cái Word khác thôi. Các bạn làm hoàn toàn tương tự ở trên Word 2003 hay là Word 2007, 2010, 2016, 2019. Đó, thì các bạn đều vào cái mục đầu tiên là các bạn sẽ vào cái mục Insert này. Đấy. Tiếp theo là các bạn vào cái mục là Sharp, Sharp ở đây. Đó. Sharper ấy. Các bạn tích chuột vào đây nhé. Thì trong cái mục Shaper này thì có rất là nhiều cái hình vẽ để các bạn chọn. Ví dụ như các bạn muốn vẽ cái khung, cái hình kiểu khung gì thì các bạn chọn cái hình đó. Ví dụ như hình chữ nhật này, hình tròn này, hoặc là hình hình oval, rồi cái đường mũi tên. Đó. Về các cái vẽ hình ở trên Word đấy thì mình đã có chia sẻ trên kênh của mình rồi nhé. Thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm về cái cách mà vẽ hình ở trên Word. Đó, thì sau khi các bạn vào đây các bạn có thể sử dụng cái sáp này để các bạn kẻ khung ở trên Word nhá, ở phía dưới này nữa các bạn này. Rồi, ở đây thì mình kẻ khung là kẻ khung theo hình chữ nhật, cho nên mình sẽ chọn cái hình chữ nhật đầu tiên các bạn này. Các bạn tích chuột vào đây. Đó, và sau khi các bạn tích chuột vào thì chúng ta sẽ cái con trỏ chuột thì chúng ta nó sẽ có hình dấu cộng nhá. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào giữ chuột trái nhá. Đó, nhấn giữ chuột trái để các bạn kéo rê. Đây, kéo rê thì chúng ta sẽ có cái khung hình chữ nhật. Rồi, thì cái khung này thì các bạn có thể là cho nó nhỏ lại đó, các bạn để cái con trỏ chuột ở cái góc ấy, cái góc góc dưới này hoặc là góc ở trên này, góc nào cũng được đó, các bạn cho nó nhỏ lại này hoặc là lớn ra này, dài ra đấy, rộng ra đó, các bạn tùy các bạn. Thì sau khi có cái khung này rồi thì chúng ta sẽ đánh cái văn bản vào đây các bạn nhé. Đó, nhưng mà đầu tiên là chúng ta phải lấy cái màu nền. Màu nền thì các bạn sẽ vào đây rồi. Ở đây thì nếu như bạn nào mà để cái khung có hình màu nền ấy, thì các bạn sẽ vào đây các bạn chọn cái màu này. Ví dụ như màu vàng này, màu xanh đầm này, màu xanh lá cây này, màu bạc này. Đó, thì thường thường ở đây mình sẽ lấy cái khung khung màu trắng các bạn nhé. Đấy, cái nền trắng thì mình sẽ kích vào cái mục ABC đây, các bạn kích vào đây. Đó. Rồi sau khi có cái khung này rồi thì các bạn sẽ toàn thảo văn bản vào trong cái khung này. Đấy. Và trường hợp mà các bạn làm trang bìa ấy, thì các bạn cũng soạn thảo thông tin của trang bìa tài liệu vào đây nhé. Đó, thì để soạn thảo cái trang bìa vào đây thì các bạn sẽ kích chuột phải lên cái khung này này. Đó, và các bạn chọn vào cái dòng là edit, edit cũng như là đánh văn bản vào cái khung này. Đó. Nếu các bạn mà không chọn cái dòng này thì các bạn cũng đánh văn bản vào được đây nhé. Các bạn tích vào đây. Đó, thì lúc này con trỏ chuột nó nằm ở đây rồi thì các bạn có thể đánh văn bản vào đây. Đó, thì trong khuôn khổ video thì mình sẽ chia sẻ các bạn soạn thảo một cái giấy mời nhé. Ở đây mình lấy ví dụ là soạn thảo một cái giấy mời họp ban chấp hành chi đoàn chẳng hạn. Đấy. Còn các cái giấy mời khác ví dụ như là giấy mời về tham gia sự kiện đấy, lễ giấy mời khai trương hoặc là giấy mời họp phụ huynh thì các bạn làm hoàn toàn tương tự nhé. Rồi, ở đây mình sẽ ghi thông tin đầu tiên đó là mình ghi là đoàn xã chẳng hạn. Ở đây các bạn cứ đánh hết thông tin đi nhá, đánh hết thông tin xong rồi ấy, thì các bạn sẽ chỉnh sửa sau. Đó, đầu tiên là chúng ta đánh thông tin vào đã để chỉnh sửa sau. Đó, đoàn xã. Rồi bên này là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các bạn nhé, bên này là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Sản Hồ Chí Minh. Rồi. Thì sau khi các bạn gọi xong thế này thì chúng ta sẽ bôi đen các bạn, bôi đen nhé, và mình cho cái cỡ chữ nó lớn hơn một chút. Đây, mình sẽ vào Home này, bấm vào B để bôi đen này. Đó, và chọn cái chữ là Times New Roman. Đó, các bạn tích vào đây, chúng ta sẽ kéo xuống và chọn Times New Roman.
Đấy, cờ trừ thì mình ở đây mình sẽ lấy đầu tiên là lấy khoảng 14 đi. Đó. Ở đây thì mình sẽ cho cái khung này nó lớn hơn một chút các bạn nhé. Đấy, kéo dàn sang bên này. Rồi, sang bên này. Đấy. Rồi. Đó. Rồi, đoàn xã, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tiếp theo ở dưới này là chi đoàn. Đấy, chi đoàn gì đó. Thì mình sẽ cách sang bên trái này, chi đoàn nhé. Rồi, chi đoàn hai chồng. Rồi, cái phần này lát nữa mình sẽ chỉnh sửa sau. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có cái mục phía dưới Enter, chúng ta sẽ đánh vào là giấy mời nhé, giấy mời. Rồi, cái này là canh giữa này. Đây này, mình sẽ cho trừ nó lớn hơn một chút các bạn này. Mình cho khoảng tầm 16, 18 này. Đó, tiếp tục đánh xuống phía dưới. Ở đây chúng ta sẽ ghi là kính gửi nhá. Đó. Đấy, cái thông tin ở đây thì mình chỉ làm một cái mẫu lấy ví dụ thôi để cho các bạn theo dõi thôi nhá. Thông tin là chỉ lấy ví dụ thôi. Đó, kính gửi này. Đó, rồi chấm chấm chấm. Thì cái phần chấm chấm này này thì các bạn có thể là sử dụng bàn phím. Các bạn bấm vào cái phím có dấu chấm trên bàn phím đấy để các bạn tạo cái dấu chấm, hoặc là bạn nào mà muốn làm đẹp hơn, tức là cầu kỳ hơn, thì các bạn có thể sử dụng tab ở trên Word nhé để các bạn làm. Đó. Đó, nhưng mà theo mình thì giấy mời thì chúng ta làm cho đúng là được. Đó, làm đúng được cái nội dung, không có làm sai. Đó, và cũng không cần phải cho nó cầu kỳ lắm, đúng không? Đấy, nội dung cho nó đầy đủ và nó chính xác là được. Rồi, kính gửi này. Rồi, xuống phía dưới này nè các bạn nhé. Rồi, bấm Enter này. Ở đây mình ghi là ban chấp hành chi đoàn nhé. Ban chấp hành chi đoàn. Chi đoàn. Đấy. Hai chấm này. Chấm chấm này. Trân trọng kính mời đại biểu nhé. Đấy, trân trọng kính mời đại biểu. Rồi, các bạn cứ đánh hết đi, bắt đầu các bạn sửa sau nhé. Cái dòng cuối cùng chúng ta sẽ ghi là rất mong đại biểu đến dự ha, rất mong. Dòng cuối cùng các bạn nhé, rất mong nhé đại biểu đến dự để đại hội thành công tốt đẹp. Rồi, ở dưới này mình sẽ ghi thêm là rồi cái này thì mình sẽ chỉnh sửa đây luôn các bạn này. Ở đây ấy, mình cho đang trước luôn nhá. Rồi, cái chỗ này thì mình sẽ để một cái dấu tắt tắt đấy các bạn này. Để cái tắt thì chúng ta sẽ bôi đen ở đây nhá. Để mình tạo một cái dấu tắt, dấu tắt để cho nó đều. Đây, ví dụ như mình chỉ cho vào bên trong này một chút này. Tắt là tắt trái các bạn này. Đấy nhá. Để mình tắt ở đây. Đó. Cho vào trong một chút. Đấy, thì sau khi đặt cái tab ở đây rồi thì các bạn sẽ để con trỏ chuột ra đầu dòng, các bạn bấm nút tab ở trên bàn phím nhé. Thì cái dòng nó sẽ được đẩy vào thẳng hàng cái tab này. Đây, đấy. Thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Các bạn cứ soạn thảo hết đi, các bạn chỉnh sửa xong đấy. Cái thời gian chỉnh sửa thì cũng nhanh thôi, không có đấy, không có lâu lắm. Rồi, ở dưới này chúng ta sẽ ghi thêm cái mục nữa đấy là ngày tháng năm các bạn nhé, chấm chấm này. Rồi ngày này, cái này là ở địa phương các bạn ấy, ví dụ như là ở huyện nào chẳng hạn, đúng không, hoặc là xã nào thì các bạn ghi ở trước. Rồi phẩy này, ngày ngày nào đó. Rồi tháng năm chấm chấm. Bởi vì là giấy mời thì phải có ngày tháng năm các bạn nhé. Cái này chúng ta sẽ không bôi đen. Đấy, chúng ta bôi và in nghiêng. Rồi, thường thường là như thế. Rồi cái này là cái ngày tháng năm này các bạn để ở bên phải, cánh phải này. Và tiếp theo là xuống dòng. Xuống dòng ở đây chúng ta đánh vào là thay mặt, thay mặt ban chấp hành chi đoàn, ban chấp hành chi đoàn. Đó. Ở dưới này chúng ta ghi là bí thư nhá, bí thư này. Đây chúng ta ghi là bí thư nhá. Đó, bí thư đoàn gửi giấy mời.
bí thư đoàn gửi giấy mời thì bí thư ký ở dưới này. Đây, các bạn cho xuống dòng một chút nữa. Đây, bí thư này thì ở xã đặt trên. Rồi, cái này mình sẽ cho xuống các bạn nhé. Mình sẽ không lấy in đậm nhé. Những cái phần này thì thông tin của giấy mời chúng ta không lấy in đậm. Đấy. Rồi. Ở đây các bạn sẽ cái chữ ở đây mình sẽ chỉnh sửa sang cái phần bí thư ở dưới này ha. Cái chỗ này chúng ta sẽ lấy nó gần hơn các bạn này. Đây. Phần này lấy gần hơn nhá. Thì các bạn sẽ bôi đen hai cái dòng này, mình sẽ giảm cái khoảng cách cho hai cái dòng này gần hơn thì các bạn sẽ bôi đen. Đó, và các bạn vào cái phần mũi cái biểu tượng lên xuống mũi tên này, các bạn chọn là 1.5 này. Rồi tiếp theo các bạn vào cái mục paragraph. Đó, các bạn chọn chú ý hai cái ô dưới cùng, đó là hai cái ô này các bạn là cho về không hết này. Đó, các bạn cho về không hết thì hai cái dòng nó sẽ gần lại nhau hơn. Đó. Như vậy là thay mặt ban chấp hành chi đoàn bí thư, cái phần này các bạn phải cho nó, hai cái dòng nó sát lại. Rồi, ở dưới này chúng ta sẽ ghi tên bí thư ở dưới này đúng không? Đây, chúng ta ghi tên bí thư ở dưới này. À, thì các bạn ở đây mình có thể là đánh tạm một cái khoảng trống ở dưới này để chúng ta ghi tên của bí thư. Đó. Đây, chúng ta cho nó sang bên này. Đấy. Khi mà chỉnh sửa thì các bạn chỉ cần tỉ mỉ một chút thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh sửa được cái này. Lúc này mình sẽ kéo lên một chút các bạn này. Đấy. Rồi, cả cái dòng này các bạn cho nó giãn ra này. Đấy, các bạn giãn cả cái dòng này ra một chút nhé. Bởi vì nó gần quá thì nó không có đẹp. Đấy, khi các bạn soạn giấy mời ấy. Đó, thì để giãn ra thì các bạn cũng bôi đen hết cái phần này. Và các bạn vào cái chỗ biểu tượng có hai mũi tên lên xuống đây. Đấy, chúng ta sẽ chọn 1.5 chẳng hạn. Hoặc là 1.15, 1.5 hoặc là 2. 2 thì nó lớn quá, chúng ta chọn 1.5 thôi. Đó, thì nó sẽ giãn cái giấy mời này ra thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, cái này mình lấy xuống đây là cửa chữ 14 cho các bạn nhé. Đấy, nó cũng... bởi vì khi mà các bạn in ra thì cái chữ nó lớn quá ấy, thì nó sẽ không được đẹp. Đó, chúng ta lấy cái chữ 14 thôi. Rồi. Giấy mời này thì mình chỉ lấy cỡ chữ là 18. Đó. Rồi. Vậy là về cơ bản là như vậy là đẹp rồi các bạn nhé. Đấy. Ở đây thì tiếp tục chia sẻ các bạn là cái khung này ấy, thì mình sẽ cho nó đậm lên một chút nhé. Cho nó đậm lên một chút để khi mà chúng ta in ra thì nó đẹp hơn, in cái giấy mời ra thì nó đẹp hơn. Rồi thì để làm cái khung này nó đồng lên ấy, thì các bạn sẽ kích chuột phải vào khung này. Đó, và chọn vào cái dòng dưới cùng đó là format sắt. Đây các bạn tích vào đây. Đó, thì sau khi có cái cửa sổ như thế này thì các bạn sẽ chọn vào cái mục link. Link có nghĩa là cài đặt cái đường link cái khung đó. Rồi thì ở đây các bạn có thể thay đổi cái màu của khung bằng cách là các bạn sẽ vào cái phần có hình chiếc xô này, này. Ví dụ các bạn chọn màu đỏ thì khung nó sẽ có màu đỏ nhé. Đó, chọn các bạn chọn màu một tím thì khung nó sẽ có màu tím. Ở đây thì thường thường là chúng ta sẽ chọn khung màu đen đúng không, thì mình sẽ chọn màu đen này. Rồi cái độ đậm cái khung này thì nó hơi mờ các bạn này. Đấy, vì là nó mỏng quá thì mình sẽ cho nó đậm lên, thì chúng ta sẽ vào cái mục là width để chúng ta tăng cái độ đậm của cái khung lên. Các bạn vào đây, các bạn bấm vào mũi tên nhé thì chúng ta tăng lên. Rồi ở đây mình sẽ lấy lên 2 chẳng hạn, 2 thì hơi đậm không, và mình sẽ lấy xuống khoảng tầm 175 thôi, 175. Đó. Tiếp theo là các bạn muốn chọn kiểu đường đường viền ấy, là chọn cái kiểu khung ấy, thì các bạn sẽ vào cái mục dưới này. Đó, ví dụ như khung có 2 đường viền này, khung có 3 đường viền luôn. Đó, ví dụ như tròn 3 đường viền thì như thế nào, tích vào đây. Đó. Thì cái khung nó sẽ có cái kết quả khác các bạn nhé. Rồi tiếp theo là ngoài ra thì còn có một cái kiểu khung khác. Rồi mình sẽ vào lại các bạn xem này, format này. Ở đây ví dụ như đường các bạn chọn đường nít đứt thì các bạn vào cái mục dưới này. Ví dụ như đường nít đứt ở đây này, các bạn vào đây nhé. Đó, thì ngay lập tức là cái đường viền của mình nó sẽ có đường nét đứt. Đó, thì tùy các bạn nhé.
tùy theo cái mục đích công việc của các bạn để các bạn làm nhé. Rồi mình sẽ quay lại nhé. Đó, ở đây là đang lấy cái độ đậm là 175, thì nếu mà lấy lên 2 thì như thế nào? Mình lấy độ đậm lên 2 đi. Đó, các bạn thấy không? Đấy, tương đối là đẹp rồi đúng không? À, lấy độ đậm là 2 cũng được. Rồi thì sau khi có cái này thì mình sẽ chỉnh sửa thêm một lần nữa để trước khi mà các bạn in ra thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Rồi. Những cái phần chấm chấm này thì chúng ta sẽ không không in đậm các bạn này, những cái đường chấm chấm này chúng ta nên để không in đậm nhá. Thì nó đẹp hơn. Đó. Rồi chúng ta bôi đen, chúng ta bấm vào chữ B thì chúng ta sẽ mất cái phần in đậm này đi. Rồi sau khi làm xong cái này các bạn sẽ lưu lại, các bạn sẽ vào file này. À, tiếp theo là chúng ta vào mục là Save VS này. À, chọn vào lưu vào Bitsy này, dịch Bitsy này. Các bạn kéo cái thanh bên này lên xuống này để chúng ta chọn nơi lưu. Ở đây mình sẽ lưu trong ổ đĩa E các bạn này, mình thích ổ đĩa E nhé. Rồi, ở đây mình sẽ chọn ổ đĩa lưu ở đây rồi, đúng không? Đó, CDE thì mình CDE thì mình chọn ổ đĩa E đây rồi. Rồi, chọn ở đây mình sẽ đặt tên file là giấy giấy mời nhé, giấy mời họp chi đoàn. Giấy mời họp chi đoàn. Sau khi đặt tên file xong thì chúng ta sẽ lưu các bạn nhé, lưu nhé. Giấy mời họp chi đoàn này, bấm vào server để các bạn lưu. Đó, như vậy là xong đấy. Thì mình đã lưu vào máy tính để chúng ta sử dụng. Và mình đóng lại các bạn này. Để mở lại cái file lúc này thì chúng ta sẽ vào ZBrick hoặc là My Computer nhé. Rồi, mình sẽ vào lại ổ đĩa E này. Đó, và ở đây mình sẽ tìm lại cái file lúc nãy là giấy mời đúng không? Giấy mời họp chi đoàn. Đây, mình đã lưu đây các bạn này. Đây nhá. Mình mở lên này. Đấy. Như vậy là xong nhá. Và tương đối là đẹp rồi đúng không các bạn? Rồi, thì trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ được một số video về cách sử dụng nguồn để đến máy tính nhá. Thì hôm nay là thông qua video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy cập vào cái kênh của mình nhá, để các bạn tham khảo thêm. Sau khi các bạn mở trang chủ YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào phần tìm kiếm này, các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV. Cái TV thì viết tắt này, các bạn kích vào hình avatar nhé để các bạn tìm kiếm này. Đây là cái kênh của mình các bạn này, các bạn kích vào hình avatar nhé. Rồi thì sau khi truy cập vào cái kênh của mình thì các bạn sẽ truy cập vào cái mục trang chủ và các bạn kéo cái thanh bên này lên xuống này để các bạn tham khảo thêm một số cái chủ đề ở trên kênh của mình nhé. Ví dụ như bạn nào quan tâm về cách sử dụng máy tính ấy, thì các bạn truy cập vào cái mục là hướng dẫn sử dụng máy tính này cho người mới bắt đầu. Đấy. Trong này thì mình chia sẻ rất là chi tiết các cái video về cách sử dụng laptop, máy tính bàn. Đó, thì các bạn quan tâm có thể truy cập vào cái mục này nhé. Và tiếp theo là cái mục là hướng dẫn sử dụng Word cho người mới bắt đầu. Đấy. Thì các bạn có thể truy cập vào cái phần này để các bạn học tham khảo thêm về cái cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính này, cách làm trang bìa, cách kẻ khung, đó, vân vân. Rồi. Hướng dẫn sử dụng Power Boy, trình chiếu trên máy tính này. Hướng dẫn sử dụng máy in dành cho người mới này. Đó, thì các bạn kéo cái thanh trượt này lên xuống để các bạn tham khảo thêm các cái video ở phía dưới này nữa nhé. Rồi, thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn kẻ được khung và trên cuộc thành công cũng như là soạn thảo được văn bản nhé. Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác, chia sẻ tất cả các bạn nhé. Và xin chào tất cả các bạn.